Hello chào mọi người nha. Thì đây là con đường đi ra cái ao cá của mình nha mọi người. Thì hôm nay mình giới thiệu cái ao cá của mình cho mọi người. Thì đây là cái buổi chiều mình cho cá ăn đó. Mình cho cá ăn, thức ăn này, thức ăn dành cho cá, 4 bao mỗi một cử nha mọi người. Thì ao cá của mình nuôi nó được tầm 2 tháng 10 ngày hơn rồi mọi người. Đây. Thì đây là 4 cái mùng cá của mình trong cái ao. Thì trước tiên dạo buổi cho ăn thì mình sẽ cho mọi người tham quan sơ qua 4 cái ao cá này. Mình sẽ quay tổng quan nó một thể đó. Thì đây là cái mùng cá. Cái kỳ rồi mình lên cá thì nó còn sót lại mình để nè. Mình ăn cũng mấy tháng rồi nó cũng còn ở đây, cũng chưa hết, nhà cũng ít có ăn cá nhiều đó. Đó, đây là cái ao cá của mình, cái mùng đầu tiên tới 4 mùng đây đó. Mình sẽ đi sâu hơn ra ngoài mọi người xem. Hiện tại thì một ngày mình cho ăn khoảng 7-8 bao nha mọi người. Tùy theo cái thời tiết mà cá nó ăn nhiều hay là ăn mạnh hay ăn ít, nhưng mà ăn yếu nha mọi người. Đó, tùy theo lúc mình thay nước cá thì nó ăn yếu nha mọi người, hơi yếu một chút. Ăn 7 bao mấy. Trung bình thì nếu mà thay nước xong tốt thì nó ăn khoảng 8 bao. Mình nuôi 2 tháng mấy rồi. Mấy cái này là mấy cái trại mà mình nuôi những cái con để bổ sung chất cho cái con cá nha mọi người. Đó, thì cái con gì thì xíu nữa mình sẽ nói sau. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi chọn thức ăn nha mọi người. Chọn thức ăn để cho cá ăn buổi chiều nha mọi người. Rồi thì sau cái quá trình mình chọn thức ăn xong với nghẹp của mình thì đã xong nha mọi người. Quá trình trộn nó ăn đã xong đó. Thì mình tiến hành mình đi cho cá ăn thôi mọi người ơi. Rồi heo ginh đi heo. Thì bình thường mình ginh bằng cái thao bự đó nha mọi người. Bữa nay mình review cho mọi người xem á, thì không có ginh cái thao bự này được. Tại vì mình cầm cái điện thoại mình quay á. Đó, đây là cái đồ cho ăn của mình. Thì hồi trưa mình có liên hệ với anh Long, ảnh cái đớp tính chiều vô quay hầm cá của mình cho mọi người xem, nhưng mà ảnh bận công chuyện, với lại tại mưa quá. Thì là lúc trưa cũng có mưa nè, rồi lúc này mưa quá trời thất thường, rồi mình mới quay mình gửi cho ảnh đăng lên nha mọi người. Chứ mình cũng ít có làm clip đó nha mọi người, tại vì mình cho cá ăn không cũng có thời gian, với lại công chuyện khác mình làm á, nó cũng lu bu hết trơn. Đây mọi người thấy mình cho ăn cái đầm cái mùng ngoài trước, mọi người thấy chắc này nè, chắc này là chưa có tới giờ cho ăn mọi người, chắc tầm khoảng 5 giờ rưỡi. Thường mình cho ăn khoảng 5 giờ rưỡi, 5 giờ 15 hoặc 5 giờ 20 mình bắt đầu cho ăn. Thì mình sẽ review 4 thao, mình sẽ cho ăn 4 cái mùng nha mọi người. Rồi heo Tài kéo xích tới chút cho, kéo tới để ngày cuối mí thôi, để anh coi chỗ đứng. Rồi đúng rồi ngồi đó đây. Rồi bây giờ anh cầm cái máy sau đây nữa nè, rồi cái tay này, tay nghịch nữa. Rồi anh sẽ dục quay được không? Rồi vô đây đi. Rồi cái khúc quan trọng anh quay cho mọi người xem cá này. Đó rồi. Rồi ok, để anh này, để anh ngồi, để anh dục thức ăn quay luôn. Rồi dục thức ăn cho anh đi không? Rồi dục xuống đây đây. Rồi đúng rồi đây, tay nó không có thuận quay, nó không có đấy. Đó. Đây là cái ô nuôi, cái mùng ô nuôi đầu nha mọi người. Đó, rồi bây giờ cứ khoe anh đi, anh sẽ đứng vậy anh dục anh khoe anh luôn không, quay kiếm cá thôi. Để, rồi ngồi đi, ngồi xuống đi, quay đi, để đi thổi vô để nó rớt xuống đâu. Rồi đúng rồi. Rồi, cẩn thận nha. Rồi, đừng chắc anh đi ra. Sau này mình vinh là 14 kg nha mọi người. Rồi mình sẽ vinh mình thao nữa cho ăn cho. Mình dục xuống như thức ăn thì cá nó ướt hết nguyên mọi người. Thấy cái này lên hình đẹp không ha? Đẹp. Thì mình mới vô xúc thêm nha mọi người, xúc thêm cái thao tiếp theo nha mọi người. Thì mình cho ăn cái mùng bên cạnh nha mọi người, mùng này. Cái mùng kia thì nãy mình cho ăn cái thao đầu rồi. Rồi mình bổ sung sau một thao. Mình quay review cho mọi người thì mình cho ăn sơ qua. Mình không có clip nó giới hạn cái thời gian nên mình không có ấy nhiều nha mọi người. Những mùng kế bên này, nè, cứ cầm giùm anh quay nè. Quay đâu? Rồi quay đây, quay đây. Quay thấy anh cảnh thao anh cho ăn cũng được, có nhanh thôi. Rồi, rồi xuống dưới thấy cái cá nè. Quay anh luôn không? Mùng này cá lớn nữa chứ chặt nó lên rồi. Im. Phóng bự lên cho đã xem không anh? Cho xem cá thôi. Mời chứ. Thì nãy giờ sang một ngày mùng thứ ba không rồi, thì mình chạy con tắc những người mình ra cái thằng này đó nha. Nãy giờ mình với anh em mình ginh cái thằng này ra các con lặn nha mọi người, 20 mấy ký rồi nha. Lên để bên eo mình quăng xuống thì nó nổi nha, nặng quá. Với lại cái cầu này nó cũng được chắc luôn. Để đại lên rồi lại cậu lấy ra. Thì mình rang sau rồi cả. Nãy em bật chế độ 0.6 giờ hết không tự lên được rồi. Cá lên nha mọi người, cho mọi người xem cá lại cam luôn. Có đẹp cái ra cho anh em. Có. Rồi chúng người mọi người. Mình mua cá trong cái đầm này á, với số lượng đông á mọi người. Mình phải chọn thức ăn cho cá ăn nha mọi người, chứ không thể cho ăn khô được mọi người. Ăn khô nó bị và 2-3 ngày nó sẽ bị nó hút những cái cắt trong đậm này, chứ mà nó nước nó được máy thì cá nó sẽ dễ bị ảnh hưởng này. Bị cuốn hơi cái này nó sẽ bị trùng bụng này. Đây là việc cái hào kia mà. Nãy giờ mình cho cá ăn rồi nha mọi người, thì bây giờ mình sẽ xúc cá lên thử nha mọi người, cho mọi người coi cái màu cá nó như thế nào với cái cá cỡ như thế nào nha mọi người. Mình sẽ để cái máy ở đây. Không có ai quay cho anh em mình, nó bận nó về rồi mọi người. tới công việc. Thì mình xúc một giọt lên thì được 5 con cá nha mọi người. Thì cái đây là cái màu cá của mình nè, đây màu con cá như thế này đó. Bây giờ mình sẽ coi nó được bao nhiêu. 700g nha mọi người, 700g nha mọi người đó. Rồi bây giờ mình sẽ thả lại 700g nha mọi người. Thì con bự nhỏ lộn xộn mọi người ơi. Thì mình tính nếu mà nó khoảng 7-8-9 con mọi người, mình tính ấy luôn khoảng 8-9 con bỏ đồng luôn thì được 1 kg trong cái mùng này. Rồi thì chào mọi người nha. Rồi tối mình cũng đi vô mình chúc sức khỏe mọi người nha. Rồi, gọi lời chúc với mọi người. Rồi.